sửa lại không quốc gia không cộng sản là cho phù hợp với chủ trương của cộng đồng. Do đó tôi mới hỏi ông chủ trương, ông nói rằng ông không, ông là chống cộng, tức là ông chỉ nói minh định ông chống cộng thôi, chứ ông không chủ trương chống cộng và ông không hành động chống cộng. Cái đó hai cái vấn đề khác nhau. Khác nhau này, tôi chủ trương nhưng mà tôi có làm, nói mà không làm. Ví dụ ông Thiệu vẫn nói đừng nghe những gì cộng sản nói mà nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thì tôi không có muốn nói là cái tội ông là cộng sản hay gì hết, nhưng mà khi ông chỉ cần ông minh định rằng ông vẫn chống cộng và chủ trương cũng chống cộng, thế là tôi vui rồi. Và thứ hai nữa, mà nếu ông minh định là lập trường của ông như vậy thì ông làm thế nào với cái hiến chương, cái tuyên ngôn và điều lệ đó, nó bỏ cái đó đi thì ông phải thu hồi nó lại. Bản thân tôi cũng làm công chức từ năm 22 tuổi và bị tù cộng sản 7 năm. Thì cái ý nghĩa chống cộng, quý vị cũng có thể đánh giá một phần nào được rồi. Và trong hiến chương mới này, chúng tôi giữ lại cái câu như thế này: chính vì lý tưởng tự do dân chủ và tinh thần quốc gia không thể chấp nhận chủ thuyết vô thần và chế độ độc tài phi nhân cộng sản, mà kể từ năm 1975, hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi, dẫn đến sự có mặt của chúng ta khắp các nước tự do trên thế giới. Câu đó chúng tôi duy trì và khẳng định là lập trường của chúng tôi là chống cộng. Và cái câu bỏ không cộng sản đó, vì chúng tôi soạn thảo, lúc mà soạn thảo đã bàn nhau về câu đó, thì có một ý nghĩa nữa là tôi đang nghiên cứu cái bản Article of Incorporation của ông Trần Nhật Thăng đầu tiên. Tôi thấy ông làm rất là hợp pháp và tôi không thấy một điều nào về chống cộng ở trong này. Cho nên cái điều, cái căn cứ vào cái điều gọi là Section 501C thì nó về thuế khóa. Nếu mà chúng ta soạn thảo một văn kiện mà tương đối nó mềm mềm như một vài chữ, có thể dễ dàng được thông qua chẳng. Tôi cũng xin trả lời ông ngay lại này. Tôi không đề cập ở đây, nhưng mà tôi đề nghị khi lập cái điều lệ cho cái ủy ban thì mình không có nói có mục đích chính trị trong đó để mình có thể xin 501c3. Nhưng mà nếu hiện giờ cộng đồng của mình đã vi phạm những cái điều khoản của 501c3 từ hồi đến nào đến giờ đó, nếu mà IRS có biết ra đó, thì là 501c3 của mình sẽ bị terminate. Nó terminate thì kệ đó, chứ không phải vì những quyền lợi nhỏ nhặt rồi mình bỏ cái lý tưởng của mình. Ông không chấp nhận, ông chấp nhận chế độ độc tài cộng sản, không chấp nhận, không có nghĩa là ông chống nó. Thằng Mỹ này nó đâu có chấp nhận chế độ cộng sản của Tàu đâu, nhưng mà nó vẫn liên lạc với Tàu, nó vẫn liên lạc với thằng Việt Nam, nó làm đủ thứ hết. Không chấp nhận không có nghĩa là chống nó. Tôi không ưa ông, nhưng mà tôi không chống ông. Hai cái khác nhau là không thấy. Thì nó khác, còn nếu tôi không ưa ông nhưng mà tôi không chống ông thì là cái chuyện nó khác, nó hoàn toàn khác. Thì quý vị có thấy cái chuyện khác biệt không? Và tôi nói là không thấy cái tội ai hết, tôi chỉ nói là cái chuyện đó ông nói nó không đúng thôi. Chứ còn tôi xin nói một lần cho về vấn đề này. Hôm qua ở trong hội liên hội